Còn Thái các bác này gù rất dai. Đúng. Con này âm rất tốt nhé. Đó. Vẫn gù các bác. Để xem nó gù được bao lâu. Con này lên lòng để chơi thì không phải nghĩ. Đó, nó vẫn gù này. Tôi vẫn chơi các bác nghe. Đấy. Đó, một cặp trắng như ngọc trinh, con máy đang ấp con này. Con đực vẫn chơi. Vẫn chơi, để xem nó chơi được bao lâu. Khiển cách ok các bác nha. Đó, vẫn chơi. Con máy nằm dấp áp rất ngoan nhé. Đó, một cặp của nó đang sinh sản đấy ạ. Đó. Đó. Vẫn chơi các bác ạ. Lối đấy các bạn, con này lối rất tốt. Bạch công tử. Vẫn chơi. Đấy, mà già lối đã khá phết đấy các bạn. Vẫn chơi các bạn. Cứ chơi đi xem. Nó phải chơi được bao giờ. Đấy. Em mệt thì em quay, em mệt thì em nghỉ trước nó được các bạn ạ. Nó vẫn chơi nhá. Đấy. Vẫn chơi. Trắng là âm mà đang hot các bạn. Còn nhất hiện này đấy. Âm nó khá tốt đấy. Nó còn có lối nữa chứ. Đấy. Rất thuần. Con máy làm ấp. Còn trống ngoài vẫn chơi. Mà thấy không? Này, tách ra thì nó căng ra lối mới kinh các bạn. Bạch công tử. Hai mắt đen xì các bác nhá. Còn đâu toàn người trắng. Vẫn chơi. Thôi em mệt thì em nghỉ thì các bác không quay nữa đâu.